Ukraine ngã ngửa phát hiện Nga lập quân đoàn khổng lồ gồm lính đánh thuê Wagner để chiến đấu ở Adika. Sai lầm trong chiến lược của phương Tây tại Ukraine Mỹ công bố hàng trăm lệnh trừng phạt mới với Nga, nhiều nhất từ trước tới nay. Quan chức Ukraine nâm nớp sợ Nga triển khai gần 300 máy bay chiến đấu tấn công Ukraine. Nga công bố video thu giữ vũ khí Ukraine bỏ lại ở Adika. Phó Cục trưởng Cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Vadim Skibitsky cho biết, Nga vừa thành lập một đội quân tình nguyện lên tới 18.000 người, bao gồm các cựu lính đánh thuê quang nở khét tiếng. Nhiều thành viên của quân đoàn này đã hoạt động tại khu vực Adipka. Ở Nga, một đoàn quân tình nguyện gồm 18.000 người đang được thành lập. Lực lượng này bao gồm tất cả những chiến binh quang nở trước đây, do Bộ Quốc phòng Nga lãnh đạo. Họ hiện đang hoạt động trong khu vực Adipka. Đây là lữ đoàn cựu chiến binh, họ được sử dụng tích cực do có kinh nghiệm chiến đấu, nghĩa là giờ đây họ đã được nhìn thấy trên chiến trường. Tướng Skibiski nói thêm. Theo ông, cách tiếp cận mà quân đoàn tình nguyện sử dụng cũng giống như cách mà Wagner đã sử dụng ở Ba Mút, đó là những hoạt động tấn công liên tục và đạt được kết quả bằng mọi giá. Về mức lương, lương của quân đoàn tình nguyện gần như ngang bằng với lực lượng vũ trang nga, nhưng lương của lính đánh thuê Wagner cao hơn. Hiện Wagner thực sự coi trọng những người hướng dẫn và chỉ huy của họ. Phó cục trưởng cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, Nga đã giành được quyền kiểm soát Adika cuối tuần trước sau khi quân đội Ukraina rút toàn bộ lực lượng khỏi thành phố này để tránh bị Nga bao vây, bảo toàn tính mạng cho các binh sĩ. Đây là chiến thắng lớn nhất của quân đội Nga kể từ tháng 5 năm 2023 và được xem là chiến thắng biểu tượng ngay trước thêm kỷ niệm 2 năm ngày chiến sự nổ ra ngoài ra nói về sự tham gia của công dân các quốc gia khác đặc biệt là người châu phi và người syria trong cuộc chiến của nga ở ukraine tướng skibiski giải thích rằng họ thực chất không muốn tham chiến mà coi đây là cơ hội để đến châu âu không ai muốn tham chiến họ đến đây chỉ để tìm cơ hội trốn thoát và đến châu âu mọi người đều nghĩ rằng họ đến đây để chiến đấu nhưng thực tế không phải vậy hãy tin tôi ngay từ cơ hội đầu tiên họ sẽ cố gắng giành lấy để trốn sang châu âu vị tướng ukraine nhấn mạnh Sai lầm lớn nhất mà các chính phủ phương Tây mắc phải ở Ukraine có lẽ cho rằng thời gian có lợi cho họ. Thưa quý vị, khi Nga phát động chiến dịch tấn công quân sự Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, không ai tin rằng Ukraine có thể trụ vững sau vài tuần. Tuy nhiên, sau 2 năm, Ukraine tiếp tục đối phó với chiến dịch của Moscow. Chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn còn ở thủ đô Kiev. Mặc dù vậy, khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba, sự ủng hộ của quốc tế dành cho Ukraine dường như đang giảm dần cung cấp vũ khí cho Ukraine là một vấn đề chính trị, đảng phái gây chia rẽ sâu sắc ở Mỹ, khiến quốc hội gần như tê liệt. Mặc dù hầu hết người châu Âu vẫn ủng hộ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng một cuộc khảo sát rộng rãi của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu mới đây cho thấy, chỉ 10% cử tri châu Âu tin rằng Ukraine vẫn có thể đánh bại Nga. Còn quá sớm để kết luận rằng Ukraine thua trong cuộc xung đột này. Nhưng rõ ràng là nếu Ukraine không nhận được số lượng lớn vũ khí mới trong vài tháng tới, nước này sẽ phải vật lộn để tiếp tục cuộc chiến vậy điều gì đã xảy ra với chiến lược thành công ban đầu của phương Tây trong việc hỗ trợ cho Ukraine? Báo Cheston đã phân tích một số yếu tố dẫn đến sai lầm của phương Tây ở Ukraine. Khi các cơ quan tình báo Mỹ theo dõi các động thái của Nga ngay từ đầu, thậm chí dự đoán chính xác ngày Moscow tấn công Ukraine, thì điều các chính phủ phương Tây phải làm là cung cấp vũ khí cho Ukraine trong một kịch bản xung đột kéo dài. Tuy nhiên, phương Tây lại lên kế hoạch cho một chiến dịch với quy mô nhỏ hơn nhiều, với những phương án như lập một chính phủ Ukraine lưu vong và trang bị vũ khí vừa phải cho các phong trào kháng chiến ở Ukraine. Thực tế là chiến dịch quân sự của Nga giai đoạn đầu không đạt được mục tiêu, trong khi Ukraine gây bất ngờ với khả năng kháng cự của mình. Điều này khiến tất cả sự chuẩn bị của phương Tây trở nên vô nghĩa. Đến khi phương Tây nhận ra họ đang phải đối mặt với một cuộc xung đột nghiêm trọng nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, họ buộc phải thay đổi chiến lược sự thay đổi đó diễn ra trong hỗn loạn và luôn muộn màng mỹ và châu âu ban đầu từ chối cung cấp pháo cho ukraine chỉ nhượng bộ và sau đó cung cấp nòng pháo họ loại trừ việc cung cấp xe tăng nhưng sau đó bất ngờ tuyên bố sẽ làm như vậy họ phủ nhận ukraine có lực lượng không quân nhưng hiện họ đang đào tạo phi công ukraine mọi hệ thống vũ khí ukraine cần cuối cùng cũng đã đến nhưng thường chỉ sau khi bỏ lỡ cơ hội tạo ra sự khác biệt thực sự trên chiến trường Cùng với điều này là quan điểm của Mỹ rằng, mặc dù Ukraine cần có đủ vũ khí để tự vệ, nhưng nước này sẽ không có đủ khả năng quân sự để tấn công lãnh thổ Nga. Cách tiếp cận này có thể hiểu được. Trao cho Ukraine quyền ném bom Nga có thể dẫn đến một cuộc trả đũa hạt nhân của Nga và như Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói, Mỹ sẽ không tham gia thế chiến thứ ba ở Ukraine. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đồng nghĩa Ukraine đã chiến đấu với đôi tay bị trói. Họ chỉ được tấn công lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine thay vì đưa cuộc chiến vào lãnh thổ của đối phương về sai lầm lớn nhất của phương Tây. Theo tờ Shestom, có lẽ sai lầm lớn nhất mà các chính phủ phương Tây mắc phải là cho rằng thời gian có lợi cho họ. Ở giai đoạn đầu, điều này không sai. Một liên minh gồm khoảng 50 quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng nhất từng được đưa ra đối với Nga và đóng băng hầu hết tài sản của Nga ở nước ngoài một liên minh tương tự cũng liên tục hỗ trợ ukraina mọi thứ không chỉ vũ khí mà còn là khả năng tiếp cận năng lực mạng máy bay không người lái và tất cả sự hỗ trợ tài chính cần thiết để giữ cho nền kinh tế ukraina phát triển vì nền kinh tế của nga không lớn hơn nền kinh tế của một quốc gia quy mô trung bình trong liên minh châu âu nên giả định rằng sớm hay muộn nga sẽ phải rút quân khỏi ukraina tuy nhiên giả định đó đã sai các lệnh trừng phạt của phương tây đã bỏ qua thực tế cơ bản là phần lớn trọng tâm kinh tế hiện đã chuyển sang châu á và một số nước châu á đã thách thức các lệnh trừng phạt cách tiếp cận của phương tây không tính đến khả năng phục hồi và sự khéo léo của nga ngành công nghiệp của đất nước này đang trong tình trạng sẵn sàng xung đột kéo dài và quân đội có đủ loại đạn dừa cần thiết sau đó các sự kiện khác đã xen vào để đánh lạc hướng sự chú ý từ việc cựu tổng thống mỹ donald trump nổi lên với tư cách ứng viên sáng giá cho đến cuộc chiến ở giải gaza Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Ukraine đã hết hy vọng lật ngược tình thế. Theo các chuyên gia, thương vong và tổn thất của Nga sau 2 năm xung đột cũng rất lớn. Do vậy, tuy hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, nhưng Nga khó có đủ nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện để đánh bại hoàn toàn Ukraine. Về mặt lý thuyết, vẫn có khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nhận được sự chấp thuận của Quốc hội về gói biển trợ quân sự mới cho Ukraine và châu Âu sẽ tiếp thêm vũ khí cho Kiev. Để tạo điều kiện cho việc châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, các nhà lãnh đạo EU sẽ cần phải thay đổi cách họ nói về xung đột. Mark Leonard, người đứng đầu Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu nói, Vấn đề là không có bằng chứng nào cho bất kỳ quốc gia phương Tây nào sẵn sàng đầu tư nhiều hơn những gì họ đã cam kết. Do vậy, năm thứ ba của cuộc xung đột này có thể trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất đối với Ukraine. Nhân kỷ niệm 2 năm chiến sự ở Ukraine và trả đũa cái chết của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny, Mỹ công bố 500 lệnh trừng phạt đối với Nga. Bộ Ngoại giao Nga gọi nỗ lực của Mỹ là vô ích và công bố lệnh trừng phạt đáp trả. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các biện pháp này được soạn thảo để đáp trả cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra của Nga và vì cái chết của Alexei Navalny và nhằm đảm bảo Tổng thống Nga Putin phải trả giá đắt hơn cho hành động gây hấn ở nước ngoài và đàn áp trong nước. Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm mục tiêu trừng phạt vào gần 300 cá nhân và tổ chức, trong khi Bộ Ngoại giao trừng phạt hơn 250 cá nhân và tổ chức. Bộ Thương mại đã bổ sung hơn 90 công ty vào danh sách bị trừng phạt. Các lệnh trừng phạt nhắm vào hệ thống thanh toán MIA của Nga. Hệ thống này đã trở nên phổ biến sau khi Nga bị cắt khỏi SWIFT và Visa Mastercard vào năm 2022. Hơn chục ngân hàng, công ty đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và công ty Fitech của Nga cũng bị trừng phạt. Ngoài ra là các cơ sở công nghiệp quân sự của nước này, các ngành sản xuất năng lượng trong tương lai và các lĩnh vực khác. Lệnh trừng phạt cũng nhắm vào các quan chức nhà tù mà Mỹ cho rằng có liên quan đến cái chết của Navalny. Trong số các mục tiêu sản xuất và xuất khẩu năng lượng trong tương lai của Nga, Mỹ tiếp tục trừng phạt liên quan đến dự án khí hóa lỏng LNG hai Bắc Cực ở Siberia. Vào tháng 11, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một thực thể lớn liên quan đến dự án lớn này. Bộ ngoại giao đã nhắm mục tiêu vào công ty đóng tàu Vesa của Nga. Công ty được cho là có liên quan đến việc đóng tới 15 tàu chở LNG chuyên dụng cao nhằm mục đích sử dụng để hỗ trợ xuất khẩu LNG 2 ở Bắc Cực. Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn tàu chở dầu hàng đầu của Nga, đó là Socoflot. Cáo buộc tập đoàn này có liên quan đến việc vi phạm giới hạn giá của G7 đối với dầu của Nga. Ngoài ra còn có mục tiêu là 14 tàu chở dầu thô mà họ có lợi ích Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, động thái vào hôm 23 tháng 2 là lần trừng phạt lớn nhất của Washington đối với Nga. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói, Chúng ta phải duy trì sự ủng hộ của mình dành cho Ukraine ngay cả khi chúng ta làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của Nga. Điều quan trọng là quốc hội phải tăng cường hợp tác với các đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới trong việc cung cấp cho Ukraine các phương tiện để tự vệ. Phản ứng trước việc Mỹ công bố danh sách trừng phạt, đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov được dẫn lời nói trên kênh của đại sứ quán trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Washington không nhận ra các lệnh trừng phạt sẽ không hạ gục được chúng ta sao? Mỹ cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kazakhstan và Liechtenstein được cho là trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và hỗ trợ Nga trong cuộc chiến. Chưa đầy một tuần trước thông báo của Misustin, quỹ tiền tệ quốc tế đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga vào năm 2024. Quỹ hiện dự kiến mức tăng trưởng 2,6% trong năm nay, tăng mạnh so với dự báo tăng 1,1% vào tháng 10. Một quan chức cấp cao thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine ước tính, Nga có thể điều động gần 300 máy bay chiến đấu nhắm mục tiêu vào Ukraine. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin, thì ông Vadim, phó giám đốc tuyên bố người Nga có rất nhiều máy bay chiến đấu. Ngày nay, Nga có thể và thực sự có gần 300 máy bay chiến đấu chống lại chúng tôi. Ông lưu ý rằng các máy bay chiến đấu F-16 sắp được chuyển giao cho Ukraine là một trong những công cụ cho phép Kiev tiêu diệt các máy bay Nga được sử dụng để ném bom vào lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, ông cũng cảnh báo người Nga đã đặt cho họ nhiệm vụ phá hủy cả máy bay và cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Trong ba ngày liên tiếp, người Nga đã tấn công sân bay Kanato gần với thành phố bằng tên lửa đạn đạo. Đó chính xác là cách tiếp cận mà họ đang thực hiện để ngăn cản chúng tôi triển khai máy bay của mình ở đó, phó giám đốc nhấn mạnh. Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Julie cho biết, mặc dù chịu tổn thất đáng kể trong cuộc chiến chống Ukraine, Nga vẫn có một phi đội máy bay lớn và có khả năng sản xuất khoảng vài máy bay mỗi năm bên cạnh việc sửa chữa những chiếc đã cũ trong 5 ngày qua, không quân Ukraine tuyên bố bắn rơi liên tiếp 7 máy bay Nga ở mặt trận phía đông, gây tổn thất nặng nề cho không quân Nga. Trong một động thái liên quan khác, theo Bộ Quốc phòng Nga hôm 24 tháng 2 cho biết, hai khu vực của Nga đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Theo bộ trên, hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên cùng lãnh thổ Kursk và Tula của Nga vào đêm 23 dạng sáng ngày 24 tháng 2 vào ngày 24 tháng 2 khoảng 0 giờ 15 phút theo giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng cách sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Liên bang Nga đã bị ngăn chặn, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Nga đã thu giữ nhiều loại vũ khí đạn dược mà lực lượng Ukraine bỏ lại ở Adika trên đường rút khỏi thành trì chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 2 công bố video cho thấy binh sĩ Nga thu giữ các loại vũ khí mà quân đội Ukraine bỏ lại ở Adika cùng Donetsk, miền đông Ukraine. Các nhóm xung kích của Nga đã phát hiện số vũ khí bị bỏ lại này khi đột kích vào nhà máy than và hóa chất Adika, cơ sở lớn nhất ở châu Âu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong lúc tuần tra các xưởng trong nhà máy binh sĩ nga đã phát hiện các trạm kiểm soát máy bay không người lái cùng với các thiết bị liên lạc vệ tinh staling hàng chục súng phóng lựu chống tăng do nato sản xuất đạn dược lựu đạn vũ khí tự động và một số trang thiết bị khác binh sĩ ukraine đã bỏ lại những thứ này khi họ hoảng sợ rút khỏi nhà máy trước sự tấn công dữ dội của quân đội nga thông cáo cho hay đoạn video được bộ quốc phòng nga chia sẻ cho thấy cảnh binh sĩ nga tuần tra trong khuôn viên nhà máy đã bị phá hủy nặng nề một video khác cho thấy binh sĩ nga kiểm tra các thùng vũ khí đoạn video cũng cho thấy một chiếc thùng chứa đầy đạn dành cho súng phóng lựu và một hộp kim loại chứa đạn súng máy với dòng chữ rõ ràng ám chỉ đến nguồn gốc từ italy Adika thuộc Donetsk được coi là cửa ngõ vào vùng Donbass miền đông Ukraine là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass trước chiến sự. Thành phố này có khoảng 32.000 người, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 1.500 người dân ở lại thành phố. Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt và cố thủ ở Adika, Ukraine quyết định rút quân để bảo toàn tính mạng của binh sĩ trước các đợt tấn công dồn dập của Nga. Kiểm soát Adika có thể coi là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ tháng 5 năm ngoái. Sau Adrica, Moscow được cho là sẽ mở rộng tấn công các thành phố lân cận nhằm tiến tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn Donetsk. Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ kết nạp Ukraine, vấn đề còn lại chỉ là đợi đến thời điểm phù hợp. Phát biểu ngày 24 tháng 2 đánh dấu tròn 2 năm xung đột Nga Ukraine nổ ra, Tổng thư ký NATO cho biết tổ chức này luôn chuẩn bị cho ngày kết nạp Ukraine và sẽ tiếp tục ủng hộ Kyiv. Ông cũng nhắc lại những cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà các nước NATO đưa ra trong thời gian gần đây trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ có thêm những cam kết hỗ trợ mới. Trong khi đó, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã đến Kiev dịp này. Theo thông báo của chính phủ Italy ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Meloni đã đến Kiev để chủ trì một cuộc họp trực tuyến của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 thảo luận về vấn đề Ukraine. Tổng thống nước chủ nhà Ukraine Zelensky cũng sẽ tham dự cuộc họp. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của G7 do Italy chủ trì, dự kiến diễn ra trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, từ 23 giờ ngày 24 tháng 2 giờ Việt Nam. G7 gồm các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Italy và Canada. Thủ tướng Canada và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Lizin cũng đã đến thủ đô Kiev. Quan chức châu Âu khẳng định Liên minh châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine cả về tài chính, kinh tế, quân sự. Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên tại Moscow, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu cũng đã đến thăm sở chỉ huy chiến trường tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và nghe báo cáo về tình hình thực địa. Theo The Defense Post, tuyên bố trên được Nga đưa ra vào hôm thứ Năm, việc chiếm giữ Pobeda nếu được xác nhận sẽ đánh dấu một bước tiến nữa về phía Tây của quân đội Nga, lực lượng vừa tiếp quản pháo đài Adika vào cuối tuần trước sau nhiều tháng chiến đấu ác liệt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trên mặt trận Donetsk, các đơn vị của nhóm quân miền Nam đã giải phóng làng Pobeda và cải thiện vị trí của họ dọc theo chiến tuyến. Trong khi đó, về phần mình, Ukraine cho biết trong một cuộc họp ngắn sau đó rằng họ vẫn đang kiềm chân đối phương ở Pobeda. Người Nga đang tập trung hoạt động chính vào khu vực Donetsk. Chỉ huy cấp cao của Ukraine tại khu vực này, Oleksandr Tanasky, cho biết. Sau hơn một năm giao tranh bế tắc, Moscow đã quay trở lại tấn công ở miền đông Ukraine, tung một lượng lớn nhân lực và pháo binh ra tiền tuyến để áp đảo lực lượng Ukraine đang kiệt sức và gặp nhiều khó khăn vì thiếu vũ khí, đạn dược. Kiev đã phải vật lộn giữ các phòng tuyến của mình trước một đối thủ lớn mạnh hơn nhiều lần, trong bối cảnh đang thiếu viện trợ rất cần thiết của phương Tây do bất ổn chính trị ở Mỹ, đồng minh lớn nhất của nước này ukraine thực tế đã không thể sơ tán an toàn toàn bộ binh sĩ của mình khỏi thành phố adika phía đông trong cuộc rút lui hỗn loạn vào cuối tuần qua và họ sẽ phải trả giá đắt cho điều này theo tờ washington post bất chấp tuyên bố từ tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine rằng việc rút quân được thiết kế để cứu mạng sống của binh sĩ và giúp họ tránh bị bao vây bởi quân nga đang tiến lên nhiều nguồn tin cho biết ukraine đã rút lui rất hỗn loạn và bỏ lại hàng trăm binh sĩ bị thương Ít nhất 6 binh sĩ bị thương từ lữ đoàn 110 đã bị mắc kẹt sau phòng tuyến của Nga, nơi họ dường như đã thiệt mạng sau đó. Các thành viên của quân đội Ukraine tham gia chiến dịch cho biết họ không chắc có bao nhiêu đồng đội khác cũng bị bỏ lại, nhưng bất kỳ con số nào được đưa ra chắc chắn cũng đều khiến tinh thần của binh sĩ trên chiến tuyến suy giảm hơn nữa, đặc biệt là trong bối cảnh quân đội Ukraine đang bị áp đảo về quân số và vũ khí. Ba quan chức Mỹ cho biết họ được các quan chức Ukraine thông báo rằng hàng chục binh sĩ Ukraine đã bị bỏ lại phía sau phòng tuyến của quân Nga khi các đơn vị rút lui. Các quan chức phát biểu với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề cho biết, các báo cáo trước đó cho rằng có tới 1.000 binh sĩ Ukraine bị bắt sau khi bị bỏ lại ở Ukraine, dường như đã bị phóng đại. Nhưng họ thừa nhận tình hình vẫn còn nghiêm trọng và thực tế rõ ràng có nhiều người đã bị bỏ lại phía sau. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, những người đồng cấp Ukraine ban đầu báo cáo với họ rằng ít nhất 25 binh sĩ Ukraine đã bị quân đội Nga bắt làm tù binh. Con số đó có thể lên tới gần 100 người. Phía Ukraine sau đó thừa nhận với các quan chức Mỹ. Tuyên bố của Lữ đoàn 110 giải thích rằng các cuộc tấn công liên tục từ máy bay, pháo binh và máy bay không người lái của Nga khiến cho việc sơ tán một số quân nhân bị thương nặng và thiệt mạng là điều không thể. Các thành viên khác của quân đội Ukraine, những người có mặt trong những tuần giao tranh cuối cùng ở Adika và việc Ukraine nhanh chóng rút quân khỏi thành phố cho biết tình hình rất hỗn loạn và thiếu kế hoạch. Các tài khoản cho thấy rằng cuộc rút lui theo lệnh của tân tổng tư lệnh Oleksandr Sitsky là một hoạt động nghiệt ngã và nguy hiểm và khó có thể là sự rút lui có trật tự về các vị trí thuận lợi hơn như các quan chức quân đội Ukraine đã tuyên bố vào thời điểm đó. Sơ 41 tuổi, một trung đội trưởng trong lữ đoàn 53 tuyên bố, nếu việc rút lui khỏi thành phố thực sự được lên kế hoạch, thì nó đã được lên kế hoạch rất tệ. Việc rút lui vội vàng và mất Adika đã làm những người lính trên chiến trường bị suy sụp tâm lý. Rất nhiều bom dẫn đường trên không, rất nhiều máy bay. Thành thật mà nói, hầu hết mọi người đều bị sốc vì tất cả những gì xảy ra. Ông Sơ nói. Thủ tướng nước NATO này tuyên bố hầu như không có ai tin Ukraine sẽ thắng. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết tương lai trước mắt của Liên minh châu Âu rất ảm đạm do cuộc xung đột Ukraine đang diễn ra. Theo các phương tiện truyền thông, ông đã đưa ra những bình luận này trong một hội nghị của phe quốc hội Fidesz đang sau cánh cửa đóng kín vào hôm thứ Tư. Ông Orbán là người hay chỉ trích các chính sách của khối và phản đối việc tài trợ cho cuộc xung đột giữa Kiev và Nga, đã dự đoán một chiến thắng lớn cho các đảng bảo thủ trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 chiến tranh sẽ không kết thúc gánh nặng của châu âu sẽ trở nên nặng nề hơn vì hỗ trợ tài chính cho ukraina sẽ giảm do tranh chấp ở mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống ông nói tại hội nghị hỗ trợ người ukraina phải trả giá một cái giá chính trị rất lớn nông dân đang nổi dậy trên khắp châu âu và hầu như không ai tin vào chiến thắng của người ukraina ông oban nói thêm Ông gợi ý rằng có thể có sự thay đổi chính sách từ Bruxelles sau cuộc bầu cử và Washington cũng có thể thay đổi hướng đi của mình sau cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Dự đoán của ông Orbán về kết quả cuộc xung đột Ukraine dường như nhất quán với quan điểm của người dân ở 12 quốc gia thành viên EU được Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu khảo sát gần đây. Kết quả thăm dò dư luận được công bố vào hôm thứ Tư cho thấy chỉ 10% số người được hỏi tin rằng Ukraine sẽ đánh bại được Nga trên chiến trường số người tin rằng Nga thắng sẽ gấp đôi, trong khi 37% cho rằng một giải pháp thỏa hiệp là kết quả có thể xảy ra nhất. Người Hungary bi quan về chiến thắng của Ukraine, chỉ 5% cho thấy đây có thể là kết quả của cuộc xung đột. Tổng cộng có 31% dự đoán Nga sẽ thắng. Theo thống kê của Cơ quan An ninh Ukraine ngày 22 tháng 2, Nga đã bắn ít nhất 20 tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái. Trong số này có tên lửa Hawasong-11 hay còn được gọi là KN-23 và KN-24. FBU đồng thời công bố các mảnh vỡ mà họ cho là của tên lửa Hawasong-11 Nhà Trắng cũng tuyên bố họ đã có bằng chứng cho thấy Triều Tiên cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga bên cạnh 10.000 container đạn dược vật liệu liên quan tới đạn dược mà Bình Nhưỡng chuyển cho Moscow kể từ tháng 9 năm ngoái. Thông tin về việc Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên ở Ukraine đồng thời được Trung tâm Nghiên cứu Vũ khí xung đột gần đây xác nhận sau khi tiến hành điều tra các mảnh vỡ tên lửa trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine trong tháng 1 năm 2024 những diễn biến trên đang làm dấy lên câu hỏi bằng cách nào nga có được tên lửa triều tiên các thỏa thuận ngân hàng dẫn lời các quan chức trong mạng lưới tình báo đồng minh với mỹ cho biết để đổi lấy tên lửa nga đã cho phép giải phóng hàng triệu đô la mỹ tài sản bị phong tỏa của triều tiên và có thể đã giúp bình nhưỡng tiếp cận các mạng lưới ngân hàng quốc tế bên cạnh đó triều tiên cũng được cho là đang tìm kiếm thiết bị quân sự từ nga Cụ thể, Nga đã cho phép giải phóng 9 triệu đô la Mỹ trong số 30 triệu đô la Mỹ tài sản đang bị đóng băng mà Triều Tiên gửi tại một số tổ chức tài chính Nga. Các quan chức tình báo cho rằng số tiền này sẽ được Bình Nhưỡng sử dụng để mua dầu thô. Ngoài ra, một công ty bình phong được cho là của Triều Tiên gần đây đã mở tài khoản tại ngân hàng của Nga. Theo các quan chức tình báo, đây là bằng chứng cho thấy Moscow có thể đang giúp Bình Nhưỡng lách các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, trong đó cấm hầu hết các ngân hàng trên thế giới giao dịch với Triều Tiên. Trong thời gian qua, các biện pháp trừng phạt này của Liên hợp quốc đã bóp nghẹt nền kinh tế Triều Tiên và khiến nước này bị cô lập phần lớn khỏi các mạng lưới tài chính quốc tế. New York Times tiếp tục dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, tài khoản ngân hàng mới của Triều Tiên được mở tại chi nhánh của ngân hàng Nga ở Nam Ossetia, nước cộng hòa tự xưng ở vùng Caucasus và có mối liên hệ chặt chẽ với Moscow. Các quan chức Mỹ cho hay, họ không thể tiết lộ chi tiết các thỏa thuận ngân hàng giữa Nga-Triều Tiên, nhưng nói chung các thỏa thuận này đúng với dữ liệu của Mỹ về những gì mà Triều Tiên sẽ yêu cầu từ Nga để đổi lấy việc chuyển giao vũ khí. Nga sẽ cung cấp công nghệ quân sự cho Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng nếu tiếp cận mạng lưới tài chính chỉ là một phần trong danh sách mong muốn của Triều Tiên, điều mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un mong muốn nhất từ Nga là thiết bị quân sự tiên tiến như công nghệ vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Các thỏa thuận ngân hàng có thể mang ý nghĩa quan trọng đối với Triều Tiên trong bối cảnh nước này phải dựa vào việc nhập khẩu để duy trì phần đấu nền kinh tế mối quan hệ ngoại giao chặt chẽ hơn với Nga trong thời gian qua có thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều giao dịch của Bình Nhưỡng, không chỉ ở Nga mà còn ở nước ngoài. Theo các quan chức tình báo, Triều Tiên có thể tận dụng các mối quan hệ của Moscow với một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi, những nước vẫn tiến hành các giao dịch thương mại với Nga sau khi Moscow bị phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt do cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Sukim, Tựu nhân viên của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ cho biết, đối với Nga, các giao dịch tài chính sẽ dễ chịu hơn việc cung cấp cho Bình Nhưỡng các bí kíp quân sự, hạt nhân và những công nghệ khác. Giới chuyên gia cho rằng, Nga vẫn sẽ hành động thận trọng cho mối quan hệ với Triều Tiên vì còn lưu tâm đến các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, nơi Moscow giữ tư cách là thành viên thường trực hội đồng bảo an ngoài các giao dịch ngân hàng trước mắt nga có thể chỉ chấp nhận trao đổi hàng hóa mà triều tiên cần để đổi lấy vũ khí giáo sư nghiên cứu triều tiên tại trường nghiên cứu phương đông và châu phi thuộc đại học hàn quốc nhận định phương án hợp lý đối với triều tiên là tham gia vào các hoạt động trao đổi ngũ cốc và công nghệ nông nghiệp như máy kéo về phần mình nga bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này sử dụng tên lửa triều tiên ở ukraine trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về Ukraine ngày 10 tháng 1 năm nay, một ngày sau khi gần 50 nước đồng loạt lên án việc Nga dùng tên lửa Triều Tiên ở Ukraine và yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt hợp tác, ông Vasily Nebenzia, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng Mỹ đang giao bán thông tin sai lệch bước sang ngày 12 tháng 1, đại sứ triều tiên tại liên hợp quốc Kim Song cũng bác cáo buộc cho rằng Moscow sử dụng tên lửa của bình nhưỡng để tấn công ukraine và gọi đây là cáo buộc vô căn cứ. Hai năm từ khi xung đột nổ ra ở ukraine, giao tranh dọc chiến tuyến hơn 1.000 km chưa một ngày nghỉ ngơi. Tuy vậy, mọi nỗ lực hòa giải các bên chưa mang lại kết quả khi Ukraine đặt chọn hy vọng vào sự hậu thuẫn của phương Tây, còn Nga quyết tâm phá thế bế tắc trên chiến trường và vượt sức ép trừng phạt. Cục diện chiến trường đảo chiều Vài tuần sau khi phương Tây Bắc bỏ đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh châu Âu, sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga viện lý do so bảo vệ hai vùng ly khai Donbass để phát động chiến dịch quân sự nhắm mục tiêu phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine, khơi mào cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu từ Thế chiến II. Chỉ sau vài tuần giao tranh đầu tiên, Nga tiến công mạnh mẽ liên tiếp giành quyền kiểm soát nhiều khu vực ở phía Bắc và phía Nam Ukraine, bao gồm phần lớn tỉnh Kharkov, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhia. Tuy nhiên, sức phản kháng công sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây về chính trị và quân sự đã giúp Ukraine nhanh chóng ổn định tình hình. Những tháng tiếp theo, Ukraine quyết liệt phản công kết thúc năm đầu chiến sự. Họ dạy họ giành lại phần lãnh thổ rộng lớn ở phía đông Bắc Kharkov và phía nam Kherson. Còn Nga phải rút khỏi một loạt vị trí. Giới chuyên gia quân sự tin rằng Ukraine dần chiếm ưu thế trên chiến trường. Bước sang năm thứ hai, Ukraine được Mỹ và đồng minh chuyển giao lượng lớn vũ khí và thiết giáp, bao gồm những chiếc xe tăng hiện đại nhất thế giới như Leopard hay Challenger, khiến họ đặt kỳ vọng vào chiến dịch phản công vô cùng tham vọng nhằm cắt đứt tuyến hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea và lực lượng Nga. Nhưng Nga đã chứng minh họ có một quân đội đáng gờm. Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023, Ukraine nhiều lần cố gắng chọc thủng phòng tuyến Nga và đều thất bại. Nga thống kê Ukraine đã mất khoảng 160.000 binh sĩ cùng 766 xe tăng và 2.348 xe bọc thép mà không giành được bất cứ vị trí chiến lược nào dọc chiến tuyến. Bình luận viên của Washington Post nhận định những bịa diễn biến trên chiến trường khiến niềm tin và chiến thắng chống vánh trước Nga nhanh chóng phai nhạt ở Ukraine và cả phương Tây. Đánh mất ưu thế trên chiến trường, Ukraine phải chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ, còn Nga duy trì gây sức ép quân đội Nga đã tiến công chậm rãi và giành được một số khu vực phía đông bắc Ukraine và thành phố Bakhmut chiến lược ở tỉnh Donetsk nhờ ưu thế pháo binh và không quân vượt trội. Trong nửa năm tiếp theo, chiến trường ít thay đổi, nhưng đến ngày 19 tháng 2 năm 2024, Nga đã giành kiểm soát thành phố Adyka, được mô tả là pháo đài kiên cố nhất của Kiev ở tỉnh Donetsk. Ukraine và một loạt chuyên gia phương Tây chấn an rằng chiến dịch công phá ADK không đủ để tạo ra bước ngoặt chiến lược. Tuy nhiên, khoảng 850 đến 1.000 binh sĩ Ukraine hoặc đã mất tích hoặc đã bị Nga bắt giữ chỉ trong chiến dịch ở ADK, cho thấy mức độ thiệt hại khổng lồ mà Kiev hứng chịu. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ người từng giữ chức giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA của Mỹ nhận định, Nga đã phá được thế bế tắc và sẽ nhanh chóng tấn công trên toàn tiền tuyến sau chiến thắng ở Adika. Ít triển vọng sớm tái lập hòa bình trong khi Ukraine gửi chọn hy vọng vào sự hậu thuẫn của phương Tây và từ chối đàm phán với Nga, thì Moscow khẳng định họ chỉ tiến đến một thỏa thuận với Kiev khi các yêu cầu về an ninh và lãnh thổ được đáp ứng. Sự cương quyết trong thái độ và thế đối đầu gay gắt trên chiến trường khiến nỗ lực đưa các nhà đàm phán của Ukraine, Nga đối mặt để thương lượng khó đạt được trong tương lai gần. Với Nga, họ có cơ sở để tin vào sự ủng hộ của nhiều yếu tố. Ngay sau khi xung đột nổ ra, phương Tây áp đặt hàng trăm lệnh trừng phạt chống Moscow, mô tả chúng sẽ gây những hậu quả khủng khiếp và nghiêm trọng lên kinh tế Nga. Tuy nhiên sau 2 năm kể từ khi chiến sự nổ ra, điều duy nhất các nhà kinh tế học đều đồng ý là kinh tế Nga không sụp đổ như dự báo. Quỹ tiền tệ quốc tế gần đây đã nâng đáng kể dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Nga trong năm 2024 lên 2,6% cao gấp gần 3 lần mức 0,9% của Liên minh châu Âu. Tương tự, thâm hụt ngân sách của Nga duy trì ở mức dưới 1% GDP so với 5,1% ở Anh và 2,8% ở EU. Bên cạnh đó, Nga chứng minh năng lực duy trì nguồn cung vũ khí mạnh mẽ 24 tháng giao tranh, Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như hàng ngày. Hôm 15 tháng 2, tổng thống Nga và Vladimir Putin tuyên bố sản lượng xe tăng xuất xưởng của Nga tăng 5 lần, nhiều loại thiết giáp tăng 3,5 lần so với trước chiến sự. Theo cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, khi Ukraine bắn một quả pháo trên chiến trường, Nga đáp lại bằng 10 quả. Bosco được cho là có thể sản xuất đến 4 triệu quả đạn pháo một năm. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Anh tuần trước đánh giá, Nga hiện có ít nhất 12 căn cứ dự trữ pháo, 10 căn cứ xe tăng và 37 kho chứa thiết bị quân sự. Về phía Ukraine, họ phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí cũng như hỗ trợ tài chính từ châu Âu và Mỹ do hạ tầng quốc phòng gần như bị xóa sổ vì hỏa lực Nga. Sau nhiều tháng thảo luận, gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev mà chính quyền tổng thống Joe Biden đề xuất vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua, khiến dòng chảy vũ khí cho Ukraine bị thu hẹp nghiêm trọng. Lo ngại về hậu quả đối với an ninh khu vực nếu Mỹ rút lui và Ukraine thất bại, các nước châu Âu gần đây đã tăng cường viện trợ, bao gồm gói hỗ trợ tài chính 54 tỷ đô la Mỹ mới phê duyệt, đồng thời cam kết cung cấp nhiều vũ khí hơn cho Kiev. Điều này đánh dấu thay đổi đáng kể trong thái độ của châu Âu so với những ngày đầu xung đột, nhưng chưa đủ giúp Ukraine lật ngược tình thế, bởi Mỹ là bên cung cấp lớn nhất với tổng giá trị các gói hỗ trợ an ninh lên đến 44 tỷ đô la Mỹ. Ngoài vũ khí, Ukraine còn gặp khó trong việc duy trì lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến. Với dân số chưa bằng 1 phần 3 của Nga, nỗ lực tuyển quân sẽ ngày càng phức tạp hơn khi sĩ khí và tinh thần của người dân xuống thấp vì thất bại ở Adika. Chưa rõ liệu sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Ukraine được duy trì ra sao trong tương lai. Bước sang năm chiến sự thứ ba, tình trạng chia rẽ và mệt mỏi vì chiến sự ở phương Tây dường như bộc lộ ngày một rõ hơn. Trong bối cảnh Mỹ và cả các nước phương Tây, châu Âu đều đối mặt với nhiều áp lực về việc nền kinh tế toàn cầu giảm tốc tăng trưởng. Đó là chưa kể tác động của các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm 2024, bao gồm bầu cử Tổng thống Mỹ. Chuyên gia chomirov đánh giá ngay cả khi phương tây vượt qua các rào cản để tiếp tục viện trợ ukraine thì vào thời điểm kiev nhận vũ khí tầm xa hiện đại hơn lực lượng nga đã xây dựng xong hệ thống phòng tuyến vững chắc huy động thêm quân và chuyển ngành công nghiệp quốc phòng sang chế độ thời chiến cơ hội chiến thắng rõ ràng và nhanh chóng của ukraine đã tan biến trong tuyên bố gây tranh cãi liên quan vào ngày 23 tháng 2, Tổng thư ký NATO bất ngờ cho biết Ukraine có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga bên ngoài lãnh thổ kể cả bằng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp. Giới quan sát lo ngại khả năng tên lửa NATO tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga sẽ khiến cuộc xung đột diễn biến phức tạp hơn, thậm chí có nguy cơ lan rộng khiến mọi nỗ lực tìm kiếm hòa bình thêm khó khăn. Việc thiếu nhân lực không phải là tình trạng khó khăn duy nhất của Ukraine. Nước này cũng đang rất cần viện trợ quân sự từ phương Tây, vốn ngày càng suy giảm khi xung đột kéo dài. Khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây 2 năm, những người đàn ông Ukraine đã hăng hái đổ xô đến các trung tâm tuyển quân trên khắp cả nước để nhập ngũ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc của họ ngày 23 tháng 2 với việc Nga kiểm soát khoảng 1 phần tư lãnh thổ Ukraine và lực lượng quân sự hai bên gần như bế tắc dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km. Tinh thần nhập ngũ đó đã phai nhạt. Nhiều đàn ông Ukraine đã tìm mọi cách để tránh ra trận. Dọc theo chiến tuyến lạnh lẽo và lầy lội, các chỉ huy Ukraine cho biết đơn vị của họ quá mỏng và có quá nhiều binh lính kiệt sức cũng như bị thương. Khi các chuyện cuộc chiến bước sang năm thứ ba, thách thức cấp bách và nhạy cảm nhất về mặt chính trị đang đè nặng lên Ukraine là liệu nước này có thể huy động đủ binh sĩ mới để đối đầu với đối thủ có ưu thế hơn cả về nhân lực và vật lực hay không. Dân số Nga đông gấp 3 lần Ukraine và Điện Kremlin đã thể hiện sẵn sàng huy động nếu không đủ quân tình nguyện. Việc thiếu nhân lực không phải là tình trạng khó khăn duy nhất của Ukraine. Nước này cũng đang rất cần viện trợ quân sự từ phương Tây vốn ngày càng suy giảm khi xung đột kéo dài nhưng huy động đủ quân là bài toán của Ukraine mới giải quyết được. Quốc hội Ukraine đang xem xét dự luật nhằm tăng số lượng lính lên khoảng 400.000 quân, một phần bằng cách giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Tuy nhiên, đề xuất này không được ủng hộ rộng rãi, buộc các quan chức chính quyền phải vật lộn với những câu hỏi liên quan đến tinh thần dân tộc. Liệu họ có thể thuyết phục đủ tân binh ra trận không? Và nếu không, họ có sẵn sàng giải pháp thay thế chưa? một người lính ukraine đang chiến đấu gần thành phố arica nơi các đơn vị ukraine rút lui vào tuần trước để bảo toàn lực lượng cho biết đơn vị của mình gần đây đã bị áp đảo về quân số với tỷ lệ một trọi năm so với phía nga vì không có đủ năng lực dự bị để bổ sung nên binh sĩ ukraine ở tiền tuyến không được nghỉ ngơi đầy đủ giữa các đợt luân chuyển hai năm chiến đấu khốc liệt đã khiến cho họ mệt mỏi và dễ bị tổn thương hơn theo các cuộc phỏng vấn với hai chục binh sĩ Ukraine, trong đó có 6 chỉ huy, trong khi số tân binh quá ít, họ lại được huấn luyện kém hoặc là cao tuổi. Các chỉ huy Ukraine nói rằng họ không có đủ binh sĩ để tiến hành các cuộc tấn công và hầu như không có đủ nhân lực để duy trì quyền kiểm soát các vị trí trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của phía Nga. Ivchenko, một nghị sĩ thuộc Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, các lữ đoàn khoảng 3.000 đến 5.000 quân thường chỉ chiến đấu với 75% toàn bộ sức mạnh. Dự luật đang được thảo luận tại Quốc hội Ukraine sẽ cho phép quân đội huy động thêm binh sĩ để những người đã tham gia có thể được nghỉ ngơi nhiều hơn hoặc thậm chí là được giải ngũ tổng thống ukraine zelensky thừa nhận một số nước phương tây tỏ ra thiếu kiên nhẫn với kiev và nhận thấy sự thiếu tiến bộ trên chiến trường của ukraine đồng thời hoài nghi về kết quả của cuộc chiến với nga theo ông, ưu tiên hàng đầu của Ukraine là tránh thương vong nặng nề cho quân đội. Ông nhấn mạnh nếu mất binh lính thì Kiev sẽ mất tất cả, ngay cả khi phương Tây cung cấp những vũ khí tối tân. Phòng vệ là nhiệm vụ số một và sau đó tiếp tục câu chuyện thành công của chúng tôi ở Biển Đen. Ông Zelensky nói cho biết Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công trên chiến trường. Ông nói rằng miền Nam rất quan trọng. Lưu ý ưu tiên khác của Kiev là giữ phòng tuyến ở Donbass. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi sẽ chuẩn bị một cuộc phản công mới, một chiến dịch mới. Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và từ chối đưa ra không thời gian chi tiết. Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào đầu mùa hè năm ngoái, nhưng không đạt được tiến độ đáng kể dù được tăng cường lượng lớn khí tài quân sự của phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết, Kiev hứng chịu tổn thất to lớn trong chiến dịch này với hơn 215.000 binh sĩ thiệt mạng trong năm 2023. Tuần trước, quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Adika, nơi thường được sử dụng để phát động các cuộc tấn công vào Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã rời vị trí ở thành phố này trong một cuộc rút lui hỗn loạn, khiến khoảng 1.500 binh sĩ thiệt mạng. Dẫn các nguồn tin cho rằng Moskva có thể đã bắt giữ tới 1.000 binh sĩ Ukraine trong cuộc tấn công, bình luận về việc rút lui của quân đội Ukraine ở Adika tổng thống zelensky gọi quyết định rời thành phố này là hoàn toàn hợp lý một động thái nhằm cứu mạng sống của quân đội ukraine Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đã mở hơn 50 cuộc điều tra hình sự liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine đối với nhiều cá nhân và các nhà đầu thầu. Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 2, Tổng thanh tra cho biết các nhà điều tra của Lầu Năm Góc đang xem xét dấu hiệu sai phạm khả nghi liên quan việc mua sắm thay thế sản phẩm đánh cắp gian lận hoặc tham nhũng sử dụng sản phẩm sai mục đích trong việc viện trợ dành cho Ukraine. Chúng tôi chưa chứng minh được bất kỳ cáo buộc nào, nhưng điều này có thể thay đổi trong tương lai. Ông nói và cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm cuộc điều tra về việc lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích trang thiết bị của Mỹ chuyển cho Ukraine. Lầu Năm Góc đang dẫn đầu của điều tra cùng với các cơ quan chính phủ khác nhằm giám sát khoản viện trợ trị giá 113 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Số tiền này chưa được sử dụng hết. Ông cho hay các thanh tra đã phát hiện những khoảng trống trong việc cung cấp viện trợ, ví dụ như các bảng kê khai chưa đầy đủ trong việc chuyển hàng đến Ukraine thông qua Ba Lan. Do vậy mà các nhân viên Bộ Quốc phòng đã không có đủ sự quan sát và trách nhiệm giải trình theo yêu cầu đối với toàn bộ các loại thiết bị trong quá trình chuyển giao. Các kiểm toán viên nói trong bản đánh giá hồi tháng 6 năm 2023. Trong số những vấn đề đang được thanh tra, Lầu Năm Góc đang giả soát lại việc chuyển giao đạn pháo 155mm cho Ukraine để xác định liệu Mỹ có đảm bảo sự cân bằng giữa việc viện trợ và duy trì kho dự trữ trong nước và cho huấn luyện hoạt động. Văn phòng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc có hơn 200 quân nhân tham gia cuộc điều tra liên quan Ukraine và có kế hoạch tăng số nhân viên làm việc tại nước Đông Âu so với con số 28 người như hiện tại. Hai năm sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã thất bại trong nhiệm vụ quan trọng nhất, bẻ gãy ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Các quan chức và chuyên gia phương Tây cho rằng các lệnh trừng phạt tài chính, kinh tế, quân sự và năng lượng áp đặt lên Nga kể từ tháng 2 năm 2022 đã gây tổn hại cho nền kinh tế và năng lực sản xuất vũ khí của Nga, đồng thời sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho Moscow trong những năm tới. Nhưng họ thừa nhận những biện pháp hạn chế đã tác động chậm hơn kỳ vọng trò chơi mèo vườn chuột. Tuần này, các nước phương Tây sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Liên minh châu Âu dự kiến lần đầu tiên nhắm mục tiêu vào các công ty từ Trung Quốc, đại lục. EU đã thay đổi chiến lược từ việc thuyết phục Bắc Kinh duy trì các biện pháp trừng phạt Nga sang cách tiếp cận mạnh mẽ hơn. Vương quốc Anh hôm 21 tháng 2 đưa vào danh sách trừng phạt 6 công dân Nga mà London cho là có liên quan đến cái chết của nhân vật đối lập hàng đầu Alexei Navalny. Nước này cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực hàng hóa và vũ khí của Nga. Các mục tiêu bao gồm một số nhà kinh doanh dầu mỏ và các công ty vận tải biển cùng ba công ty Trung Quốc đang cung cấp các thiết bị điện các thiết bị điện tử và động cơ máy bay không người lái cho Nga. Theo lệnh trừng phạt, mọi thực thể của Vương quốc Anh sẽ không được làm ăn kinh doanh với các công ty này. Mỹ có kế hoạch công bố các biện pháp trừng phạt Nga liên quan cái chết của Navalny trong ngày 23 tháng 2. Gói trừng phạt này cũng bổ sung thêm nhiều công ty quốc phòng Nga vào danh sách trừng phạt. Một số quan chức Mỹ thừa nhận các biện pháp mới của Washington cũng sẽ chỉ có tác động hạn chế, trong khi đó chính quyền tổng thống Biden lập luận rằng các biện pháp như vậy theo thời gian sẽ bóp nghẹt nền kinh tế cũng như ngành công nghiệp quốc phòng Nga và cản trở khả năng Moscow tiến hành xung đột ở Ukraine. Đối với Nga, việc né trắng các lệnh trừng phạt đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Các quan chức phương Tây cho hay, Điện Kremlin đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Nga tìm kênh thay thế và lách trừng phạt. Moscow đã tăng cường thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác, giúp nước này tiếp tục bán dầu mỏ và khí đốt, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp hàng nhập khẩu quan trọng. Nga đã sử dụng các công ty bình phong và các nước láng giềng để mua linh kiện sử dụng trong xung đột. Moscow cũng có được một số lượng lớn các tàu cũ hoạt động dưới quyền sở hữu không rõ ràng để tránh mức trần giá dầu do phương Tây áp đặt. Việc Moscow né tránh các lệnh trừng phạt đã tạo ra trò chơi mèo vần chuột phức tạp. Phương Tây thiết kế các biện pháp nhằm gây tổn hại cho Nga, nhưng điện của Kremlin cuối cùng đã thích nghi được và buộc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu phải quay lại bản vẽ. Đó là một cuộc cạnh tranh mà điện của Kremlin không thể để thua. Sức mạnh kinh tế khiến Nga khó bị cô lập. Các quan chức phương Tây cho rằng Nga không thể tự mình sản xuất đủ đạn dược để đạt được mục tiêu của Ukraine. Iran và Triều Tiên được cho là đã chuyển UAV và tên lửa cho Nga, trong khi Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cung cấp cho Moscow các hàng hóa lưỡng dụng do phương Tây sản xuất mà quân đội nước này cần vào để tiến hành xung đột. Không giống như các lệnh trừng phạt trước đây chống lại Iran hay Triều Tiên, sức mạnh kinh tế của Nga khiến nước này khó bị cô lập thực tế nga không chỉ xuất khẩu dầu khí mà còn xuất khẩu các cải nguyên khác bao gồm udani và titan mà các nền kinh tế phương tây vốn phụ thuộc vào chúng các quan chức mỹ anh và eu đã thuyết phục các nước trung lập duy trì hạn chế đối với hàng hóa quân sự quan trọng và hàng hóa lưỡng dụng họ đạt được mục đích ở một số nơi trong đó có trung á nhưng không thành công khi vận động các nền kinh tế khổng lồ như ấn độ brazil và trung quốc sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Mỹ và các đối tác coi trừng phạt là trụ cột thứ ba trong việc hỗ trợ Ukraine bên cạnh viện trợ kinh tế và quân sự cho Kiev. Họ hy vọng các biện pháp có quy mô chưa từng thấy này sẽ tước đi vũ khí hiện đại, công nghệ cao của Nga, hạn chế doanh thu của Nga và gây ra tổn thất kinh tế đủ lớn để thuyết phục điện của Kremlin tiền kiến hòa bình. Kết quả kém xa những gì họ mong đợi. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, các lệnh trừng phạt của họ đã tước đi doanh thu khoảng 400 tỷ euro của Nga mà lẽ ra Moscow có thể có được kể từ tháng 2 năm 2022. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện có trụ sở tại London, Anh cho rằng các lệnh trừng phạt đã buộc Nga phải sử dụng tới tất cả những chiếc xe tăng cũ lấy từ trong kho thay vì những phương tiện hiện đại mà họ sản xuất trước cuộc xung đột những hạn chế cũng đang cản trở khả năng chiến đấu vào ban đêm của quân đội Nga, vốn phụ thuộc vào công nghệ phương Tây. Nhưng Nga vẫn tiếp cận được vi mạch của phương Tây, thành phố quan trọng để sản xuất tên lửa, mặc dù với giá cao hơn trước đây. Moscow cũng có thể tìm được nguồn hàng từ Trung Quốc. Có một dấu hỏi lớn về kho phụ thùng tay tế cho các máy mém bom và máy bay chiến đấu của Nga. Một nghiên cứu của Trường Kinh tế Kiev công bố hồi tháng 1 năm 2024 cho thấy khoảng 95% trong số 2.800 thành phần nước ngoài được tìm thấy trong kho vũ khí Nga trên chiến trường kể từ khi xung đột bắt đầu là của phương Tây. Hơn 70% đến từ các công ty Mỹ. Trong một số ít trường hợp, Nga mua linh kiện từ các nhà cung cấp phương Tây, sự bất đồng về các lệnh trừng phạt ở châu Âu đã giúp Moscow duy trì nguồn cung cấp quan trọng. Nền kinh tế thời chiến bùng nổ trong khi đó, điện Kremlin đang thiết lập một nền kinh tế thời chiến toàn diện, Nga đã tăng ngân sách quân sự lên gần 70% trong năm nay, lên mức kỷ lục hơn 100 tỷ đô la Mỹ thời hậu Xô Viết. Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu từ dầu khí trong ngân sách đã giảm 47% so với cùng kỳ năm 2022 do mức trần giá dầu và việc Nga mất thị trường châu Âu. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ mức giá trần bằng cách tập hợp một đội tàu bóng tối cho phép họ xuất khẩu phần lớn dầu mà không cần dựa vào tàu và bảo hiểm của phương Tây. Theo cơ quan năng lượng quốc tế, Nga đã kiếm được 15,6 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu trong tháng 1 năm 2024, trong khi con số này vào mùa hè năm ngoái là 11,8 tỷ đô la Mỹ. Theo dữ liệu chính thức, GDP của Nga tăng 3,6% vào năm 2023, vượt mức trung bình trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên toàn cầu là 3%, trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển chỉ là 1,5%. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo mức tăng trưởng GDP của Nga trong năm 2024 là 2,6%. Phần lớn sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga là nhờ việc chính phủ nước này chi tiêu mạnh cho các ngành công nghiệp phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt và các biện pháp kích thích tài chính nhằm xoa dịu người dân trong nước. Thưa quý vị, ngày hôm nay, 24 tháng 2 năm 2024, tròn 2 năm Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chúng tôi có thể tạm tóm tắt nó như sau. Đây là danh sách những chiến thắng của ông Putin kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu trên chiến trường Ukraine. Đầu tiên là trận Marupol. Thứ hai, trận Soledad. Thứ ba, trận chiến Bamut. Thứ tư, trận Adeka. Còn đây là danh sách những chiến thắng của phương Tây. Thứ nhất, đồng đô la Mỹ đã mất vị thế là một loại tiền tệ an toàn thứ hai nato không có năng lực công nghiệp để thay thế tổn thất thứ ba trật tự thế giới sau thế chiến thứ hai đã kết thúc về địa chính trị brics mở rộng đảo chính ở châu phi pháp bị đuổi ra nga được mời vào iran ả rập saudi bắt tay xây dựng hòa bình ả rập saudi bỏ đồng đô la mỹ ấn độ không đứng về phía phương tây trong việc trừng phạt nga Houthi làm nhục tập thể phương Tây ở Biển Đỏ. Phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế chống lại Israel. Trung Quốc bán phá giá trái phiếu Mỹ. Hamas làm nhục Israel. Sáng kiến Vành đai và Con đường trở thành dự án cơ sở hạ tầng lớn trong lịch sử nhân loại. Israel bị cô lập và trở thành một quốc gia bị ruồng bỏ vì bộc lộ bản chất phân biệt chủng tộc và diệt chủng. Nga phi quân sự hóa NATO đó là những gì đã xảy ra trong 2 năm qua, từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, điều mà thế giới chưa từng xảy ra và tất nhiên không có chuyên gia chính trị hay nhà quân sự nào có thể dự đoán được nó. Tất cả những điều này đều là sự chuyển đổi từ thế giới đơn cực sang thế giới đa cực. Nó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng nó đã trở nên không thể đảo ngược. Mỹ, phương Tây, NATO muốn áp đặt ông Putin vào một cuộc chiến kết thúc nhanh, nhưng điều đó sẽ mang lại chiến thắng cho họ. Ông Putin đã làm ngược lại kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này khiến Mỹ, phương Tây NATO phải lún sâu vào sự trừng phạt Nga. Nó chính là cái chốt mở ra cho việc phi đô la hóa. Việc kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ giúp thế giới nhìn nhận rõ bản chất thực sự của cuộc xung đột và nó mang lại sự ủng hộ cho ông Putin là điều tất yếu. Thưa quý vị, ngày hôm nay đánh dấu mốc thế giới bước vào năm thứ ba của cuộc xung đột ở Ukraine. Với tâm trạng lo ngại và thức tỉnh, nhận thức về diễn biến và triển vọng của tình hình chính trị, an ninh thế giới và quan hệ quốc tế. Ở thời điểm bắt đầu năm thứ ba của cuộc chiến này, có thể thấy được rõ những điều nổi bật sau hai năm chiến sự. Những điều này không những cho thấy cuộc chiến đã và đang tiếp tục làm thế giới chúng ta đang sống thay đổi sâu sắc và biến động mạnh mẽ, mà còn chi phối diễn biến của cuộc chiến trong năm thứ ba và có thể là cả những năm tiếp theo. Thứ nhất, về bản chất cuộc chiến. Từ giác độ chiến tranh trong nghĩa đen kinh điển của khái niệm, cuộc chiến này bao hàm ba thành tố là cuộc chiến tranh trực tiếp trên thực địa giữa Nga và Ukraine, Cuộc chiến không chính thức và không trực tiếp giữa Nga với vũ khí, công nghệ và tiền của Mỹ, EU, NATO và các nước trong khối phương Tây trên chiến địa thực tế là Ukraine. Và một kiểu chiến tranh khác biệt cơ bản so với các cuộc chiến tranh từ trước đến nay là sử dụng vai trò quyết định của công nghệ cao, kỹ thuật số và sử dụng các thiết bị, vũ khí tự động. Hai năm qua, Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm rất nhiều chủng loại vũ khí mới và thử nghiệm cách thức tiến hành chiến tranh mới trong môi trường điều kiện chiến tranh thực thụ điều này cũng bộc lộ ở lần chiến tranh hiện đại giữa hamas và israel ở giải gaza cũng như trong cuộc đụng độ giữa phong trào phiến quân houthi với quân đội mỹ và đồng minh ở vùng biển đen sau hai năm cuộc chiến ở ukraine đã làm thay đổi chính trị thế giới và quan hệ quốc tế khi phá bỏ những giao cản và kiềm chế hữu hình cũng như vô hình giúp cho thế giới có được ổn định và an ninh tương đối trong thời kỳ chưa có được trật tự thế giới bền vững nó làm dung chuyển và lay chuyển nhiều quy tắc và nhiều phương diện hiệu ứng của luật pháp quốc tế, được sử dụng làm nền tảng và trụ cột của trật tự thế giới mà con người từng có hoặc vẫn còn giữ được trong trường mực nhất định trên thế giới. Sau 2 năm, cuộc chiến này đã làm thay đổi thế giới khi làm cho chính trị thế giới và quan hệ quốc tế bị phân bè chia tuyến rõ nét. Nó đầu độc bầu không khí chính trị giữa các phe nhóm và tập hợp lực lượng trong khuôn khổ diễn đàn đa phương. Việc khắc phục tình trạng này sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian đối với thế giới. Thế giới rồi đây sẽ còn tiếp tục bất an và bất ổn. Chiến tranh và xung đột bạo lực còn có thể bùng phát ở nhiều nơi nữa. Thứ hai, cả Nga lẫn Ukraine đều vừa thắng vừa thua sau 2 năm chiến sự. Nga không thành công với chủ đích đánh nhanh thắng nhanh và đạt được tất cả những mục tiêu đề ra. Nhưng cũng đã đánh chiếm được thêm hơn 10% lãnh thổ của Ukraine và đang gia tăng thế chủ động tấn công ở Ukraine còn Ukraine đã buộc Nga phải kéo dài thời gian chiến tranh, bên bỉ chống đỡ và gây thiệt hại lớn cho hải quân Nga ở vùng Biển Đen, cũng như từng bước đưa chiến tranh vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng việc thu hồi lại những vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát vẫn chưa thành công. Cả hai phía đều bị tổn thất lớn về người và của, nhưng đều không xa suốt ý chí, tiếp tục chiến tranh đến chiến thắng cuối cùng. Sau hai năm chiến tranh bất phân thắng bại, Nga và Ukraine cùng bước vào năm chiến tranh thứ ba với nhận thức thực tế hơn. Nga đã phải chuyển từ thế tin chắc sẽ thắng sang có thể chiến thắng trong khi Ukraine chuyển từ có thể thắng sang không bị thua nhờ có sự hỗ trợ của các đồng minh. Thứ ba, tình trạng tình hình của Nga và Ukraine trái ngược nhau về phương tiện tiềm lực quân sự, tài chính và kinh tế. Ukraine đã trở nên lệ thuộc hoàn toàn vào viện trợ tài chính và quân sự của Mỹ, EU và các đồng minh khác để bộ máy chính quyền và đời sống của cả xã hội không bị đổ sụp, cũng như để có thể tiếp tục chiến tranh với Nga. Đây là điểm yếu nhất và cũng nguy hiểm nhất đối với Ukraine, cả ở hiện tại lẫn tương lai. Nói theo cách khác, không phải Ukraine mà sự trợ giúp của Mỹ, EU và đồng minh trong khối các quốc gia phương Tây quyết định Ukraine rồi đây có thể thắng được Nga hay sẽ thua Nga trong cuộc chiến tranh này. Sau hai năm chiến tranh, mức độ khó khăn và khó xử lý của Ukraine gia tăng rõ rệt vì mọi dấu hiệu đều cho thấy cả Mỹ lẫn thành viên NATO và EU suy giảm mức độ sẵn sàng tiếp tục hậu thuẫn Ukraine bằng mọi giá để Ukraine đánh bại Nga bằng quân sự trong khi Nga khiến cả thế giới, không chỉ riêng Mỹ, EU, NATO, Ukraine và đồng minh, bị bất ngờ về khả năng ứng phó và thành công của nước này trong ứng phó với những biện pháp chính sách của Mỹ, EU và đồng minh nhằm cô lập Nga về chính trị và trừng phạt Nga về kinh tế, tài chính, thương mại. Vì thế, năm chiến tranh thứ ba này, năm 2024, sẽ là năm bản lề đối với diễn biến của cuộc chiến. Nga nhiều khả năng sẽ mở rộng phạm vi chiến trường, trong khi Mỹ, EU, NATO và đồng minh sẽ cải thiện sự trợ giúp Ukraine về mặt quân sự, để Ukraine xoay chuyển tình thế trên chiến trường, nhằm tạo bước chuyển biến, chiến lược quyết định cho cục diện cuộc chiến trong năm 2025. Buộc Nga phải chịu thua hoặc là để Nga và Ukraine cùng đi vào giải pháp chính trị hòa bình. Sau 2 năm chiến sự, câu hỏi lớn đặt ra vẫn chưa được giải quyết. Đó là cuộc chiến này khi nào thì mới đi đến hồi kết và sẽ kết thúc như thế nào hiện tại cả trong thời gian tới nữa giải pháp chính trị hòa bình vẫn bất khả thi vì nga không chịu từ bỏ những vùng lãnh thổ đã chiếm được trong khi ukraine cũng không muốn và không thể từ bỏ những vùng lãnh thổ này cả hai đều chỉ sẵn sàng đi vào giải pháp chính trị trên thế mạnh chứ không phải ở thế yếu và càng không ở thế bị bên ngoài coi là yếu cuộc chiến này còn tiếp tục làm thay đổi thế giới trong một thời gian nữa Bước ngoặt sắp xảy ra, Mỹ dự đoán Ukraine sẽ thiếu đạn dược thảm khốc ngay từ tháng 3. Nguồn tin của ABC News gọi cuối tháng 3 là thời điểm đặc biệt quyết định đối với lực lượng vũ trang Ukraine nếu quốc hội không thông qua dự án tài trợ cho Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, điểm bùng phát bắt đầu ngay bây giờ và sẽ dần dần trở nên tồi tệ hơn trong suốt mùa xuân và mùa hè. Vì vậy, giai đoạn mà chúng ta đang bước vào rất là quan trọng. Các quan chức Mỹ cũng dự đoán thiếu hụt trang bị, thiết bị phòng không. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, những gì được bảo vệ ngày hôm nay. Họ sẽ không thể bảo vệ những cơ sở này trong tương lai nếu không duy trì việc cung cấp tên lửa đánh chặn. Và nếu Nga giành được quyền kiểm soát bầu trời thì sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc chiến này. Hoa Kỳ đang tìm kiếm các lựa chọn mới để tài trợ cho việc mua vũ khí cho Ukraine sau khi Thượng viện chặn việc phân bổ tiền cho Kiev và có khả năng chuyển gánh nặng chi phí sang các nước châu Âu. Trước đó, Thượng viện Mỹ đã chặn dự luật thỏa hiệp nhằm phân bổ ngân sách bổ sung, kết hợp bảo vệ biên giới, hỗ trợ Ukraine và Israel. Có cuộc thảo luận về trao đổi vũ khí toàn diện, giống như cuộc trao đổi vũ khí mà Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành khi họ chuyển đạn pháo sang Mỹ, cho phép Washington chuyển nhiều hơn cho Ukraine, hoặc chẳng hạn để các nước châu Âu trả tiền cho vũ khí của Mỹ và chuyển giao chúng cho Ukraine. Ấn phẩm New York Times viết, Nga đang triển khai chiến dịch tấn công đồng loạt từ nhiều hướng nhằm gây sức ép với phòng tuyến Ukraine. Nga đang thực hiện chiến dịch tấn công đa trục gắn kết dọc theo khu vực phía Bắc của tiền tuyến hiện tại ở miền đông Ukraine nhằm theo đuổi mục tiêu tác chiến quan trọng gần như đầu tiên sau hơn một năm rưỡi ở Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết trong bản đánh giá về tình hình chiến sự hôm 21 tháng 2. Nga đã gây sức ép lên các tuyến phòng thủ của Ukraine gần danh giới khu vực Kharkov và Lugansk trong nhiều tuần, đồng thời Moscow đã tập trung nguồn lực vào Adyka, thành phố ở Donetsk đang bị bao vây và là nơi lực lượng Ukraine quyết định rút lui vào cuối tuần trước. Nga cũng đặt ra một số nước bước tiến xung quanh khu vực Dobotin ở Zaporizhia. Đây là một trong số ít ngôi làng mà Ukraine đã giành lại trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái những nỗ lực của Nga xung quanh khu vực Kharkov và Lugansk bao gồm các cuộc tấn công dọc theo bốn trục song song có khả năng mang lại bước tiến cho Nga. Các bản đồ mới công bố cho thấy các cuộc tấn công đồng loạt của Nga về phía Kupyan từ phía Đông Bắc và Đông Nam, cũng như nỗ lực tiến về phía Tây Bắc từ các vị trí phía Nam, một thành phố ở Lugansk dưới sự kiểm soát của Nga, Bản đồ cho thấy quân đội Nga cũng đang nỗ lực tiến về phía Tây Bắc và Tây Nam, Crimea, bao gồm hướng tới vùng Limen. Bộ Quốc phòng Nga hôm 22 tháng 2 cho biết, nhóm lực lượng phía Tây đã tấn công lực lượng Ukraine xung quanh Petropavlika, một ngôi làng nằm ngay phía tây thành phố Kupiansk. Phía Nga tuyên bố đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraine xung quanh Sinkika, ngay phía bắc Petropavlika. Nga hôm 13 tháng 2 tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Adika sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt, trong khi Ukraine rút quân khỏi thành phố này để bảo toàn lực lượng. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23 tháng 2 cho biết lực lượng Nga đã tiến xa hơn về phía Tây sau khi giành quyền kiểm soát Adika. Sau khi kiểm soát Adika, các đơn vị thuộc nhóm trung tâm của lực lượng Nga tiếp tục tiến về hướng Tây với sự phối hợp của không quân và pháo binh, họ đã đánh bại khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine tại sáu khu định cư gần đó. tuyên bố cho biết thêm, theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Nga cũng đã phá hủy một số vũ khí Ukraine do phương Tây cung cấp cho Kiev trong tuần qua, bao gồm bảy tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh viện trợ, một tên lửa và phương tiện phóng tên lửa phòng không Patriot của Mỹ cùng 42 tên lửa HIMARS được bắn bằng nhiều hệ thống. Kiểm soát Adika có thể coi là bước tiến lớn nhất của Nga kể từ tháng 5 năm ngoái sau khi giành được Bakhmut. Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu tiếp theo của Moscow nhiều khả năng sẽ là Poros, cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát khoảng 70 km về phía tây bắc. Poros, nơi có dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, nằm ở giao lộ của một số tuyến đường sắt và đường bộ, khiến nơi này trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sau khi kiểm soát Adika, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công nhằm tiếp tục kiểm soát hơn nữa Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc Nga kiểm soát Adika giúp đẩy tiền tuyến ra xa khu vực Donetsk, nhờ đó bảo vệ đáng kể khu vực này khỏi các cuộc tấn công của Kiev. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đạt mốc tròn 2 năm, vấn đề viện trợ cho Ukraine lại nổi lên là tâm điểm chú ý của truyền thông Mỹ trong hai năm qua việc mỹ thu được lợi nhuận khổng lồ từ cuộc xung đột này là điều không có gì bí mật mỹ đã nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của mình bằng cách liên tục thúc đẩy cuộc xung đột ở ukraine cuộc khủng hoảng đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các đơn hàng vũ khí và đạn dược trong ngành công nghiệp quốc phòng mỹ bao gồm cả việc lầu năm góc trực tiếp mua vật tư quân sự để viện trợ cho ukraine và các nước châu âu mua hàng từ mỹ để lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của riêng họ vốn đã bị rút bớt để hỗ trợ ukraine Số liệu thống kê cho thấy, trong số hơn 80 tỷ đô la Mỹ các thỏa thuận bán vũ khí lớn của Mỹ trong năm tài chính 2023, khoảng 50 tỷ đô la Mỹ đạn dược đã được chuyển giao cho các đồng minh châu Âu, gấp hơn 5 lần mức bình thường trong lịch sử về quy mô giao dịch. Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giá trị sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng và vũ trụ Mỹ đã tăng 17,5% kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022 truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết trong gói chi tiêu khẩn cấp 95 tỷ đô la Mỹ đã được dành để viện trợ cho Ukraine, 64% sẽ quay trở lại ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Cuộc khủng hoảng Ukraine không chỉ mang lại lợi nhuận cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ mà còn mang lại lợi nhuận cao cho ngành năng lượng của nước này. Theo báo cáo, sự gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt của Nga đã dẫn đến giá năng lượng tăng mạnh và lạm phát ở châu Âu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu của họ đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới vào năm ngoái và xuất khẩu của họ được dự đoán sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2030 với khoảng 2 phần 3 sản lượng hướng tới châu Âu. Giám đốc nghiên cứu khí đốt toàn cầu, công ty tư vấn năng lượng của Mỹ cho biết Năm dự án mới đang được xây dựng ở Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đô la Mỹ, hầu hết được bắt đầu xây dựng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra và những thỏa thuận quy mô lớn này đã mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Mỹ. Đối với các chính trị gia Washington trong mùa bầu cử, tính kinh tế của viện trợ cho Ukraine cũng trở thành con bài để họ tìm kiếm lợi ích chính trị cá nhân. Các quan chức chính quyền Biden nói rằng số tiền viện trợ dành cho Ukraine thực chất đang góp phần xây dựng lại căn cứ công nghiệp quốc phòng của Mỹ, khởi động và mở rộng dây chuyền sản xuất đạn dược, đồng thời hỗ trợ việc làm cho 40 bang của nước này. Theo báo cáo do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 15 tháng 1, Pennsylvania và Arizona, mỗi bang sẽ nhận được hơn 2 tỷ đô la Mỹ tiền tài trợ, trong khi Michigan, Wisconsin và California sẽ nhận được khoảng 500 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ. Đây đều là những bang xung đột quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Truyền thông Mỹ cho rằng nhà trắng hy vọng sẽ thu được những lợi ích chính trị bằng cách tác động đến cử tri ở những bang này. Phó hiệu trưởng cấp cao của trường quản lý Salley Giám đốc nghiên cứu của Viện Lãnh đạo, giám đốc điều hành Galley đã bình luận cho một bài báo rằng, hỗ trợ Ukraine là vì lợi ích riêng của chúng tôi và Mỹ là nước duy nhất giành được chiến thắng lớn nhất từ việc hỗ trợ Ukraine. Một trong những điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột là Ukraine cần duy trì vị thế trung lập, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cho biết, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23 tháng 2, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cho biết tôi muốn nhấn mạnh rằng vẫn có thể bảo tồn Ukraine dưới một hình thức nhất định, nhưng với điều kiện đó phải là một Ukraine hòa bình, trung lập, không phân biệt đối xử và bài Nga, không gây mối đe dọa cho Nga. Ông nói thêm, mục tiêu chiến dịch quân sự của chúng tôi chính xác là đạt được những mục tiêu đó. Bất cứ cuộc xung đột nào sớm muộn cũng sẽ chấm dứt. Chúng tôi tin xung đột Ukraine cũng vậy. Chắc chắn phương Tây càng kéo dài việc viện trợ cho Ukraine, các điều kiện hòa bình càng ít có lợi cho Ukraine. Theo ông Nebanjia, phương Tây nỗ lực lôi kéo các nước lớn trên thế giới tham gia vào các kế hoạch của họ ở Ukraine, nhưng họ cần hiểu rằng bất cứ cuộc thảo luận nào không có Nga đều vô nghĩa. Rõ ràng là những nước lớn hoàn toàn không muốn đóng vai trò thứ yếu trong đó, họ cũng hiểu rằng sẽ là vô nghĩa khi thảo luận bất cứ điều gì mà không có Nga. Nhà ngoại giao Nga cho rằng Liên minh châu Âu là một trong những bên thất bại trong cuộc xung đột ở Ukraine cuộc xung đột ở Ukraine mà các vị đang tích cực cung cấp những vũ khí còn sót lại trong kho đang khiến làn sóng nhập cư trở nên nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng của các vị. Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa, phi phát xít hóa quốc gia láng giềng. Sau 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng, mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt nguồn lực quân sự, giữa lúc nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại. Ngoại trưởng Kubela tuyên bố Ukraine sớm muộn sẽ đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Ukraine sẽ đẩy lùi lực lượng Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Nếu chúng ta phối hợp hành động, điều đó sớm muộn cũng xảy ra, nhà ngoại giao Ukraine nói. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Linda Thomas cũng hối thúc Nga chấm dứt hoạt động quân sự ở Ukraine, rút quân khỏi các đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine. Moscow nhiều lần nêu rõ họ vẫn đề ngỏ đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và bốn vùng mới sắp nhập năm 2022, gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Tất nhiên, Kiev tuyên bố không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Đến đây 10 phút của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi tin tức từ chúng tôi. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.